Thưa quý vị, với tình trăm năm thật sự là những cái câu chuyện rất là cảm động. Và chắc chắn sau chuyện tình trăm năm, thế hệ trẻ sẽ rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm về cách sống, cách chia sẻ để làm sao có một hạnh phúc trọn vẹn. Và Ngọc Lan cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng chăm sóc sức khỏe Alabio, vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, và tình trăm năm hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị một cặp đôi cộng lại 168 năm rồi. Wow. Quá dài luôn. Đó là gia đình của bố Hữu Thành. Anh chắc là Quyền Linh à, chào Ngọc Lan. Kính chào quý khán giả xem đài. Tôi là nghệ sĩ Hữu Thành. Tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1933. Năm nay thì già dữ lắm rồi. Chưa già bố ơi. Con chào của mình à. Mang chắc à. Wow. Bố có thể cho khán giả chương trình được biết là bố bắt đầu quen mẹ là năm mấy, vào ngày mấy, tháng mấy, giờ mấy được không ạ? Cái này coi chừng dám quên. Cái này là đánh đố nè, đánh đố mà có nhớ không? Nhớ là nhớ cái năm 16 tuổi bỏ nhà đi theo cải lương rồi. Đi vô cái gánh đầu tiên là gánh Mộng Dân. Cái được với Minh Đủ giới thiệu qua đoàn Hữu Khí. Đoàn Hữu Khí là của ông già đây. Qua đoàn của mẹ là đoàn gì? Đoàn Thái Bình. Thái Bình. Rồi sau đổi là Hữu Khí. Rồi bố với mẹ gặp nhau là trong hoàn cảnh nào? Chỉ là con bầu. Dạ. Cho nên là mình kép hát mà đâu dám đụng tới con bầu. Đúng rồi. Trời ơi, con bầu nạt cái hết hồn á. Ta đuổi luôn á. Ừ, dạ. Anh thử ít có khi nào mà dám chọc ghẹo gì lắm. Dạ. Nói gì đâu, nghiêm túc lắm, nghiêm chỉnh lắm. Nhưng mà nghiêm chỉnh riết rồi chỉnh luôn. Chỉnh riết rồi chỉnh luôn. Rồi sao? Qua đoàn á, gặp cái người tình trăm năm này đó. Thì bố gặp về xong rồi làm quen gì đâu, hát chung mà, hát chung cùng hát gấu mà, cùng làm rau làm kép rồi kép luôn. Bố nhớ hát tuần gì không? Hồi xưa là hát lưu cơm đính giải giá bỏ dâu à. Bố đóng vai tôi hát kia gì cao quân bảo. Cao quân bảo rồi, thấy chưa, quên thấy chưa. Bây giờ mình làm đoạn lại thử coi. Chơi lớp tấm tủ đồng tính đi. À, rồi đúng không, hay quá. Cao quân kiểu cải lương nè. Dạ. Đứa hùng tính ra pháp trường sứ giám. Dạ. Dạo mày làm gì sang mày dẫn ra kiều dẫn vào hoài, làm gì nữa, nói gì nói đại đi giáo. Dạ dạ thưa nhị ca, em đây là thằng Dạo Kim, dành tánh họ Trịnh, thở gió chuyên nghề bán muối lậu ăn cướp bạc vua. Nhưng mà khi lớn khôn xuất thân ra đầu đường, vẫn biết sách có cầu thố tử hồ vi kỳ loại. Cho nên trước mặt nhị ca mới rót ly rượu này, đó là mừng anh một đứng nhân tài. Ninh Thọ Tử thì bất phục tùng cái lũ đường dương, anh hùng nghĩa anh Ninh Thọ Tử bất đinh thọ dục, sống thì làm tứ còn thác thì làm thần. Đường sanh tử anh không có cần, tha là khác mà tiết miếu đều được dễ dàng. Ôi, nhiều đủ. Quá trời hay rồi. Rồi, so với phong độ ngày xưa đó Mai Bình. Dạ. Thì thấy bố được bao nhiêu phần trăm ngày xưa? Bây giờ cũng còn cỡ 70%. Trời ơi, 70 là ngon rồi, quá ngon rồi. Hồi đó ông hát mà ông ở trên nóc rạp mà đuôi dây xuống đó, ông vô giọng cổ là vỗ tay á. Hồi xưa cái đó, cái mấy cái rạp hát có dây kéo á, đu quay lum hết trơn. Bay vòng vòng, bay lúc đó xuống cái cây. Hai người có tình cảm nhau chưa? Chưa. Hồi xưa nó không phải nói chứ coi kiến mà chung với nhau còn phát quạo nữa. Ủa sao vậy? Ông chịu. Ai không chịu mẹ? Má không chịu.
Bà khó lắm chị bộ. Không phải mình nể mình con bầu mà mình khó à. Má là rất là cái tánh là tánh đừng ông, nhưng mà nói cái tiếng không phải là không chịu. Cái gì á thì còn cha còn mẹ, mình tới cha mẹ nói chuyện, chứ không phải là gần nắm tay nắm chân ngựng này kia nữa. Người ta đánh giá mình à, vô dai nó khác à. Nhưng mà xả dai là nó khác. Đúng rồi, đi ra bốn cái tấm cánh gà đó thì diễn phải cho ra vẻ. Dạ. Còn vô rồi là của ai phải ra nấy, chứ không được quyền mà không. Đúng rồi. Rồi sao bố cưa được cái này hả? Đâu dám cưa đâu. Có cái cuộc nói giỡn, nó đùa thôi à. Hồi đó hãy ra hát rồi sáng đưa chiều chiều đánh cầu lông á, đánh à, đánh cầu lông ờ đánh chơi rồi cái bữa đó đánh cái đoàn Mai Thanh Thanh Lịch nó hát ở Cần Thơ, nó kêu mình xuống để nói chuyện cái hiệp đồng nó đó. Đang đánh người ra nó kêu đi bỏ đi, các bạn nói nè đi ngang mà về mà nghe cái mùi gì mà khác là chết với tôi con cầu đó. Ủa là lúc đó chưa quen mà vậy đó hả? Ừ, hồi đó hồi không quen thôi, anh nhưng mà, đùa anh em vậy đó. Hồi nào gì cũng có tới em tình ý anh em đó. Ở trong đoàn đầu cái câu đó là để vô à, cái kia đó là có người quan tâm rồi. Chú biết sao à. Đây là tiếp người phụ nữ cá tính. Những cái người phụ nữ cá tính á, tính đàn ông á là họ sẽ có những cái lời nói giống như là một cái tín hiệu để mà bật đèn xanh vậy, nói chơi chứ còn không có cái ý gì. Cần nói chơi thôi hả? Dạ. Chứ không phải nghĩ nói hả? Chơi nó nè nè đi ha. Ờ. Đi đi rồi về mà có cái mùi nào khác là chết với tu, chết với tu cho mình coi. Bà thì bà nói chơi nhưng mà bắt đầu chơi vô đó thì mình mới để ổng để à. Nè 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 chút làm xong nhớ ăn tô phở nha, không ăn biết tôi nha. Nửa chơi nửa thiệt này hay này nha. Chơi nó thành ra rồi sao rồi sao bắt đầu đi theo à, bắt đầu sao? Đó từ đó cái này con bầu mà hát ban đêm mà hát thôi, ban ngày bả lô bả làm giấy để bán, làm cái kê để bán à, dạ. Ngồi đóng dấu cái bò mò lại làm bộ đóng dấu chứ hả? Đóng dấu đi cái đóng dấu luôn. Thôi nha, đừng nói vậy nha. Đi tới nói chuyện đàng hoàng với ông đóng già bây già tôi à. Đừng nói vậy nha. Đóng dấu đâu có đóng dấu được liền đúng không? Tắm cái tay còn không dám nắm mở là đóng dấu. Tắm cái tay còn không dám nắm mở là đóng dấu. Ở ngoài sân khấu nắm được. Cái kiến vậy nè, nói chú Linh nghe cái kiến vậy nè. Dạ. Mà tôi làm tuồng nè, mà ông lại ông đứng sau lưng tôi cũng làm tuồng, cầm cái kiến nhỏ tôi nó đi chưa? Có ngó dòng kiến nó đập chết à. Vậy luôn hả? Có lắm cho. Tại vì ông già với bà già đó cũng có cũng phần cũng theo xưa à. Khi nào vợ chồng mới được coi chung một kiến, còn không có thì không được quyền coi trời chung ơi. Mẹ nhưng mà lúc đó là mình đã có tình cảm với lại bố chưa? Chưa, cũng bạn thôi, không bạn để thôi, chứ là nha, đã là chưa chồng nha. Vợ hay bồ bịch mới được coi chung cái kiến nha. Còn à, đừng kiến của chú đó, coi hoài nha chú. Mà không ổn đang nha. Tính nói là con sẽ dẹp hết kiến của con, con sợ chú coi ké kiến con. Bà nghiêm chỉnh lắm. Ba của cô có nói câu này cô nhớ hoài. Dạ. Minh nghệ sĩ đừng để người ngoài đánh giá mình là người sướng ca vô loại. Hay quá. Ông già ông dặn vậy đó. Khi bước ra khỏi bốn tấm màn nhung, Minh là người nghệ sĩ phải ra cái vai đó. Còn khi bước vô rồi, con là một người con là một người của gia đình. Hay quá. Rồi lúc nào cái nắm tay đầu tiên? Chưa luôn. Chưa, không dám đâu nghe à. Tới còn mượn ông thầy đứng ra bên đây. Khi mà bên đây người lớn qua đứng nói chuyện với ông, hai người lớn nói chuyện nhau đồng ý rồi bắt đầu mới có cái cuộc nói chuyện cầu cao làm lễ đám cưới đàng hoàng nói vậy. Trong đồ hát làm đám cưới đàng hoàng đại diện qua hỏi á, thì lúc đó Mai Bình có đồng ý không? Có, ba có kêu ra hỏi chứ, ba kêu hỏi mày chịu không. Giờ nó ba gã đâu tụi ngồi đó. Lúc là theo truyền thống ông bà, mà của ông bà mình. Ông bà đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà là mình có thương miếng nào chưa? Đó. Rồi á thì nó bắt đầu là làm đám cưới. Tức là không có tình cảm nhau luôn. Không. Rồi sao mà bắt đầu Mai Bình có tình cảm với bố Thành? Ở cái chuyện này không đúng biết nữa. Tôi nói cho nghe, tôi không có tình cảm tới vậy nè. Đám cưới xong rồi nha. Dạ. Tôi ngồi trước cửa rạp tôi chơi mấy cô cà phê hồi xưa rồi đó. Cô có anh Hữu Thành trọng không? Tôi nói có. Cô làm ơn cô kêu giùm tôi cái. Tôi đi vô tôi kêu ra đặng đi với người ta đi uống cà phê đi. Không có ghen hả? Không có ghen. Trời ơi, tôi nói thiệt chú Linh, tôi không biết ghen. Nói tới cái nghĩa vợ chồng nói ra. Đến hôm nay là 80 mấy tuổi rồi. Thì cái nghĩa vợ chồng của chúng tôi từ ngày mà quen nhau rồi biết nhau chỉ mới sống chung với một đoàn hát, nhưng mà hoàn toàn không có cái gì là lộn xộn với nhau hết. Rồi đến ngày làm đám cưới được rồi xong rồi đó thì từ đó mới là
hẳn hoi là vợ chồng đó. Bố với mẹ là đào hát với lời kép hát là dạ, diễn chung với nhau mỗi ngày. Là đã có những cái nụ hôn với lại những cái nắm tay với nhau mỗi ngày ở trên sân khấu, nhưng đó chỉ là vai diễn thôi. Đúng rồi. Vậy thì cái nắm tay đầu tiên chính thức là vợ chồng với nhau thì cái cảm giác đó nó có khác với lại ở trên sân khấu không? Tôi không biết ông có khác không chứ tôi khác. Sao mẹ? Tôi ổng vô ngủ chung người đó là tôi xây mặt vô vừa cũng dắt rồi. Xây mặt vô dắt vậy đó hả? Tôi không nói chuyện ổng một bữa một ngày á. Bữa đầu là chỉ có một cái là ăn cơm á, kêu lỡ kêu ăn cơm. Tại vì tôi đã nói cái tánh tôi như con trai đừng ổng vậy. Dạ. Bục trực, không có suy nghĩ cái vấn đề mà nam nữ không có nghĩ đó. Vậy còn bố? Nắm tay thích không? Cái nắm tay đầu tiên á, cảm giác nó sao? Ở tuổi đó thì Quyền Linh biết rồi, nắm tới tay là nữ, nắm tới tay là rung tay rồi chứ gì nữa. Rung tay là rung, vẫn rung. Tức là cái cảm xúc đó là cảm xúc nguyên vẹn, chứ nó không phải, nó không có bị lẫn lộn giữa cái vai diễn với lại cái đời thường. Nhưng mà bố, bố còn nhớ cái nụ hôn đầu tiên mà bố hôn được mẹ không? Hôn lén hả phải không? Hôn lén à. Đầu tiên phải hôn lén hai ba lần hôn lén rồi sao? Cái đó cưới chưa? Chưa đó, chưa cưới, gần cưới rồi. Nó hỏi bên hai bên có là nói rồi đúng là không? Hôn lén, có hôn lén bộ cá. Hôn lén sao? Hôn lén là luôn người ta phản ứng sao bố? Đồ bí nè. Đẩy ra liền. Đúng không có rồi, rồi đánh nha. Rồi đánh luôn. Có chừng bị đòn giờ. Có càng lớn hơn chứ bộ. Sao đám cưới có đánh đòn không? Không, không có. Mà tới bây giờ cũng không có quấn lộn nữa. Vợ chồng ở hôm nay ra ngày năm đó cho tới ngày hôm nay chưa có bao giờ một nặng lời với nhau một tiếng, chưa có một giận cãi đã nào hết, và chưa bao giờ kêu mày tao. Tới giờ này có nhiều khi anh em bây giờ là qua đây bà ông rồi, chứ còn trước đây năm trước hai năm trước là còn là anh em ngọt xớt, không có bao giờ có cái cãi giả nhau. Nhưng mà không có nóng nảy gì trong không. Ông nắm, ông lớn tiếng tôi đi rồi. Dạ gì dạ, ngồi đó cho bị đỏ. Dạ gì ngồi đó cho bị đỏ. Thấy mắt mà quá lên nha là bỏ đi mất rồi. Vậy thôi. Tức là không để xảy ra mâu thuẫn đúng không? Ở đây không bao giờ có. Bố với mẹ có một cái giai đoạn nào mà mình phải sống xa nhau hay không? Có, cái giai đoạn mà bà không về nhà, không đi hát nữa. Về nhà ở với ông già bà, ở nhà. Rồi mình đi hát một mình. Cách xa cũng gần cả năm trời với bố. Bà ở nhà bà lo cho con cái. Lúc đó là bố không? Mẹ được mấy cháu rồi? Nó giai đoạn đó cần thằng thứ tư, bốn đứa. Bốn đứa rồi. Một mình mẹ là ở nhà nuôi bốn đứa con. Bà chưa quản kiến thôi mấy đứa con. Mình đi riêng của mình một. Đi hát. Nhưng mà đi rất là mực ước, không bao giờ lăng nhăng gì hết. Sao được bố? Đôi khi mà đi xa nhà rồi thấy cô kia cũng được hơn cô này. Thấy cô kia sáng hơn cô kia, này kia cũng có một chút chứ. Có không? Có. Để chú Linh hỏi chứ tôi không thèm nói. Hỏi đi. Bởi vì á, ở đây con cũng là nghệ sĩ con biết. Mà thường nghệ sĩ thì cái cảm xúc nó mạnh hơn người thường luôn. Và thậm chí là nó lãng mạn hơn người thường nữa. Thì chắc chắn chuyện nó xảy ra vấn đề là người ta giữ thế nào thôi thì. Nhưng mà làm được sao cái là dạ. Cái gì cái, đi ra cái gì cái. Nhưng mà vợ con là vẫn là vợ con. Nở khích bên đi còn dạ. Còn bị say nắng đi chứ đừng có nói mà ở đó mà dạ. Không có mình khích bên. Dạ. Ăn thua ổng thôi. Cái gì cái làm sao nói chú Linh mày nói đúng. Mình thanh niên mà dạ. Ở tuổi đó bước ra ngoài đời làm sao tránh khỏi những cái thấy không? Dạ. Nhưng mà cái gì cái căn bản là vợ con ở nhà giữ được cái này đó. Cho nên mới tồn tại cho đến ngày nay. Dạ. Vậy đó. Nhưng mà mình có mấy người con hả bố? Con trai lớn nhất là bao nhiêu? Trai lớn là Bảo Dương, năm nay nó cũng 60 ngoài rồi. 60 ngoài. À. Con trai con Út là năm nay là 40 mấy 46. Đúng rồi, 45 46. Út cũng là 46 rồi. Vậy là 6 người con. Mà một mình mẹ là chăm sóc hết. Chăm sóc nuôi hết cho tụi nó từ lớn. Có những lúc nào khó khăn quá mà một mình mẹ phải bươn chải giữa dòng đời như thế mà không có bố Thành bên cạnh không? Có. Cái giai đoạn mà khó khăn nhất là cái giai đoạn 5-6-8. Năm đó là 7, năm Mậu Thân là 7, vất vả nhất á. Lúc đó thì làm sao để mẹ vượt qua? Thì có cái gì ăn nấy, con có cái gì ăn nấy. Rồi bố có gửi tiền về rồi? Thì lĩnh đoạn cũng có. Mà chứ trời ơi, đi hát rồi Quyền Linh biết rồi cái thời điểm đó. Hát tiền khó kiếm lắm, không phải đơn giản đâu. Mà cái thời đó đâu phải là điện thoại alo anh đang ở đâu hay là này kia. Cộng sự nhớ nhung, sự yêu thương, sự thiếu thốn,
Nói chung là tất cả nó tạo thành một cái cảm giác thật sự là nó kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm. Thôi lỡ tôi nói luôn nha. Dạ. Nói đừng buồn ha. Dạ. Lúc đó khi nhớ ông dẫn thằng thứ ba này nè, với cái thằng thứ tư với thằng thứ hai ra cái bùng binh mà ngã bảy á. Dạ. Ngồi thấy người ta chở con chở vợ đi ngang chảy nước mắt. Mà không dám khóc ở nhà, tại vì ở với ông già bà già, sợ ông già bà già buồn. Dạ. Đứng ngay bùng binh đó. Dẫn ra mấy mẹ con ngồi ngoài bùng binh chơi, rồi thấy người ta chạy xe ngang, chở con, chở vợ rồi đi chơi. Rồi mình ước rằng buồn, chảy nước mắt thôi, chứ không dám nói, mà không dám nói gì cho con biết hết, cho con chạy chơi đó, ngồi đây dòm vậy đó. Sau đó rồi về thấy khổ quá vậy, bóc đi xuống đoàn luôn, đi luôn với đoàn, con cái gì đừng đề xuống với đoàn hết. Đi hết đoàn này qua đoàn kia. Dạ. Tôi đi cải lương á, là 40 năm ở sân khấu nha. Mà cái đoàn hát mà đi cũng trên 40 đoàn. Đi trên 40 đoàn. Tức là bố, con thấy thế này nè. Có bao giờ trên sân khấu bố hướng về vợ con của mình và rơi nước mắt không? Nhớ nhiều buổi, chứ không phải một buổi. Lúc nào phải hướng về nhà. Rồi không biết bây giờ vợ mình ở nhà 3-4 đứa con nó sống sao. Nhất là cái năm màu thanh. Lúc đó mấy đứa con á có bao giờ nhắc ba không? Có. Nó sao? Hỏi sao không thấy ba về. Còn cái thằng thứ hai thì nói thôi má, má đừng nghe lời người ta, má để tôi đi đánh Việt Ni với tôi bắn báo, tôi tiếp với má nuôi em, đừng có nghe lời người ta đi làm này làm kia lấy người khác. Mỗi lần con nhắc tới bố, tới ba là rơi nước mắt. Là ngồi khóc mà không dám cho ông già bà già biết. Rất là nhiều áp lực ở một người phụ nữ ha. Chú thấy không? Áp lực. Vừa áp lực đấng sinh thành của mình lo cho cuộc sống của mình, cho nên là cũng không có dám thổ lộ với bố mẹ. Rồi với các con thì lại càng phải gồng gánh nhiều hơn nữa, càng phải gồng mình nhiều hơn nữa để làm một cái chỗ dựa để cho các con không có cảm thấy là bị hụt hẫng, bị chơi vơi. Đúng rồi. Nên là một cái sự hy sinh phải nói là quá là tuyệt vời. Như vậy là hai ông bà cũng đã kết hôn 60 mấy năm rồi. Ừ, 60 mấy năm. Mấy năm. Chắc là biết cái tật xấu của nhau hết rồi, hiểu nhau hết rồi đúng không? Nhớ rồi. Dạ. Biết nó tha thứ cho nhau chứ không biết người ta tha thứ nhau. Mẹ có thể cho biết một vài cái tật xấu của bố Thành không? Bố Thành có tật xấu một cái là ưa đánh bi da. Đánh bi da mà có người gặp Phương Quang rồi mà đánh cái là cũng sáng đêm. Tới giờ hát đi về hát, hết giờ hát đi. Vô ăn cơm không ăn, vô ăn cơm còn giận nữa. À dạ. Thì cũng giống như con xưa cũng bi da thôi. Đó, nhưng mà da, mình chứ không có mày đâu mê bi da còn hơn là mê cái khác. Nó ra là cho bi da. Còn ngược lại thì bố Thành nghĩ rằng Mai Bình có nhiều tật xấu không? Không. Không. Bà đi hoàn toàn không lấy cái cháu của bà này cái gì. Bởi vì đàn bà thường thường á ghen chồng ẩu tả rồi làm xấu xấu chồng rồi này nọ, cái này bà không có cái đó. Còn con cái thì quá lo cho tròn vẹn, cái đó là cái quý nhất, cái đó là cái trân trọng nhất. Còn chăm sóc bố như thế nào? Hả? Chăm sóc tôi thì bình thường thôi, chăm sóc tôi thì bình thường thôi. Sáng trưa chiều tối nâng khăn, tôi gọi là nâng khăn sửa túi đó là như thế nào? Sáng cà phê, chăm cà phê. À. Đặc biệt con cái là biết cái bánh ăn cái gì, đi chợ mua cái đó về, rồi hiện tại tới bây giờ cũng vậy. À. Thấy thích cái gì là đi chợ bằng mọi giá phải mua cái đó về làm cho mình. Làm mà ăn á thì mới vui. Cái tật vậy đó, làm mà không ăn là giận á. Vậy đó. Bố Thành thương nhất ở mẹ Bình điều gì? Yêu nhất cái điều gì ở mẹ Bình? Yêu nhất là người đàn bà mẫu mực, trung thành với chồng con. Mà cho tới giờ này cũng vậy. Có nhiều khi em làm gì đó, bà cũng vậy, cứ tôi bằng anh nữa. Có nhiều người ta ghen á. Cái nói sợ ơi, hai nhất là hai ông bà già này mà kêu anh mà em, cái người ta cười rồi có nói cái già vậy mà còn kêu anh kêu không em. Tình cảm chứ. Còn mẹ Bình yêu nhất ở bố Thành là điều gì? Yêu nhất cái điều gì hả? Dạ. Yêu nhất cái điều ảnh có hiếu với gia đình và cha mẹ, có bao nhiêu đó thôi. Chứ đừng ông thì đủ lạnh xấu mà nói, nếu mà không xấu nhiều thì cũng phải xấu ít. Dạ. Thôi bây giờ mình mời bố với mẹ coi một cái đoạn clip dành tặng cho bố mẹ. Mình sẽ xem clip ở đây. Ai tặng? Dạ bí mật. Bí mật? Dạ.
Điều mà con buồn nhất là những ngày vui sinh nhật của cha mẹ con cũng không có mặt nhà. Vì cuộc đời là nghệ thuật, vậy để may đó và cống hiến nghệ thuật nên con không ở gần cha mẹ. Và những kỷ niệm mà con nhớ nhất trong đời con là ngày con rời vòng tay cha mẹ. Năm con 18 tuổi, không thể nào cầm được giọt nước mắt. Vì lần đầu tiên con rời xa cha mẹ. Cha mẹ một lần nghệ sĩ tôi cũng hiểu rồi. Đời nghệ sĩ ngày đây ngày đó, cuộc sống bấp bênh thì con cũng còn đang hoạt động. Vì vậy không ở gần cha mẹ. Mặc dù cha mẹ đã gần 100 tuổi già, 2 tuổi già kề cận bên nhau mà không có con bên mình. Con chỉ có lời cầu nguyện cho cha mẹ lúc nào cũng mạnh khỏe, để con còn có dịp đáp đền công ơn của cha mẹ. Cha mẹ có hiểu được cái lòng con? Về quê rồi thì sáng ngồi uống nước trà. Còn bà sở thích của bà đọc báo. Bà đặc biệt con cái ở tuổi này, tuổi ngoài 80 rồi đó mà coi báo không cần mang kiếm, cái đó là cái đặc biệt nhất. Ông bà ngoại hay gọi em là Luca hay gọi là Lu ấy. Thường thì ví dụ có đi qua nhà ai hay là đi về Bình Dương hay là đi đâu thì hai ông bà, ông ngoại thì hay chở bà ngoại em đi. Tầm tuổi này mà vẫn còn anh em ngọt xớt à. Lâu lâu em hay qua ông bà ngoại thăm thì nghe điện thoại là giờ anh đang ở đâu, anh về chưa. Bà ngoại em làm cái gì mà mỗi lần em qua mà muốn nấu cái gì là đều nghĩ tới ông ngoại em hết. Nấu cái này cho ông mày ăn, rồi ông khỏe này nọ, cái gì cũng là ông ngoại suy nghĩ đến ông ngoại đầu tiên hết á. Ở dưới Bình Dương thì nó cũng không có xô bồ như trên Sài Gòn. Bây giờ á, bây giờ về đây rồi á, đi chợ cũng như bên Mỹ rồi. đi chợ ngày ăn mừng tuần lễ á. Em thì em chỉ muốn nhắn là sức khỏe ông bà luôn khỏe mạnh, với lại em chỉ muốn là sức khỏe là chính, vì có sức khỏe thì bà ngoại mới sống cùng con cháu lâu dài được, lúc nào cũng phải hồng hào và vui vẻ trong cuộc sống là chính thôi. Tám mươi mấy tuổi, 168 năm cộng tuổi của hai ông bà lại. Nhưng nhìn hình ảnh vừa rồi, Linh cứ nghĩ là mới vừa qua thôi. Ông bà chăm sóc như là những cái cặp đôi tình nhân, họ hạnh phúc bên nhau vậy đó. Ông già mà về trển ở, ông già bà già về trển ở thì đây về tới trển gần 40 cây số luôn mà. Đi xe đò về. Đi xe có hai bánh chứ. Đi hai bánh hả? Hả? Ai chở ai? Tôi chở bà đi về hoài vậy. Bố đi quay là bố cũng vẫn đi xe máy rất là khỏe mạnh. Thế là con đã có chứng kiến rồi. Nghĩa là bố chở mẹ Bình đi xe máy từ đây về Bình Dương. Về Bình Dương rồi chở trở về đây, đi lên đi xuống Hà Rơm. Trời ơi. Ông đi quay phim có nhiều khi ông chở tôi đi theo nữa. Ôm cứ ngắt không? Ông đúng ôm. Trời ơi không ôm té sao trời ơi. Tôi dịnh với này à. Bởi nhiều khi ông nói sao không ôm mà rủi bà mệt bà buông tay rồi tôi làm sao tôi hay. Xong ôm đi. Hả? Mắc cỡ ngày ngùng gì nữa. Không phải mắc cỡ nhưng mà thấy kỳ. Hôm nay thì Vũ Thành có viết một lá thư để gửi cho mẹ Bình. Viết một lá thư. Thấy cái phản ứng kỳ quá. Đó giờ có viết thư lần nào chưa? Chưa. Chưa có viết lá thư nào đúng không? Không. Hôm nay để xem coi Vũ Thành viết gì nha. Lá thư gửi về người phụ nữ ngày xưa ấy. Tôi biết Bình là người không lãng mạn, chưa bao giờ làm điều gì bất ngờ cho bà. Tôi viết thư này muốn gửi về quá khứ thời tôi còn là một chàng trai mới vào nghề. Gặp bà, tôi hồi hộp lắm. Tôi không dám nghĩ sẽ cưới được bà và bà sinh cho tôi một đàn con như bây giờ. Tôi muốn nói nhiều lời ngọt ngào nhưng không tài nào tôi nói được vì bà luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn tôi. Lại còn không bao giờ ghen, nhưng tôi cũng không làm gì để bà phải ghen nhỉ, đúng không bà? Có một lời mà tôi chưa bao giờ nói với bà cho đến tận bây giờ, đó là tôi rất yêu bà. Quỷ à.
cô gái cá tính mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết đến. Tôi yêu cô gái ấy lắm đó. Hết. Trời ơi, biết nào rồi. Hồi đó giờ bố có tặng mẹ món quà nào chưa? Đặc biệt là vợ chồng tôi đó là gắn bó với nhau thương yêu như thế nha. Nhưng mà chưa có bao giờ gọi là ngày phụ nữ ngày gì đó mà tặng quà cho nhau. Không bao giờ có cái đó. Sinh nhật? Gắn bó luôn, không có tổ chức sinh nhật luôn. Tới cỡ tuổi này chưa có con nó đòi kìa. Mấy đứa nó cứ đòi làm sinh nhật cho ba, làm thọ cho ba. Không. Từ ngày đó đến tới giờ này không biết cái sinh nhật là cái. Cái đó chính là cái tinh thần nó vô cùng to lớn. Trong ngày sinh nhật nào đó, một món quà, một bó hoa, nó chỉ cần cái sự chăm sóc thôi, nó quý hơn vàng, hơn bạc luôn á bố. Không. Còn biết là bố mẹ ngày xưa như thế nào thôi. Không. Tôi thì không tặng cái gì mà không cho gì á. Bây giờ mình hỏi thẳng mẹ nè. Đúng rồi. Mình hỏi mẹ nè. Bây giờ thì sau 61 năm ở bên cạnh nhau rồi thì mẹ có mong muốn cái điều gì ở bố hay không? Có mong bố làm một cái điều gì đó lãng mạn với mình hay không mẹ? Không. Tại vì mẹ quen rồi, quen sống cái tánh mà cứng rắn quen rồi. Nhưng mà nếu như quay trở lại của thời ngày xưa mình còn con gái á, thì mẹ có mong muốn cái điều đó hay không? Mẹ nếu mà trở lại á, thì mẹ chỉ muốn một ước muốn là ổng thương con và thương vợ. Muốn nhiều đó thôi. Vẫn là thương con thương vợ thôi. Rồi nếu như những tình yêu nào chúng ta càng sống lãng mạn, chúng ta càng yêu thương nhau, chúng ta càng vui vẻ, hạnh phúc thì nó sẽ sống rất là lâu. Đúng. Và con tin chắc rằng mối tình trăm tuổi này sẽ bền vững mãi mãi luôn. Hôm nay thì bố Thành muốn nhắn gửi về thế hệ trẻ những cái điều gì không ạ? Có cái điều này, như cái tuổi của cậu lão đây, từ năm mấy chục năm, sáu cái mươi mấy năm mà ở với nhau gắn bó tới giờ này, chưa bao giờ nói một cái tiếng gì rồi gọi là mày tao hay là ly dị ly hôn, chưa bao giờ có cái đâu. Ấy với lão, lão muốn làm sao các thế hệ các bạn trẻ phải nhìn vào cái mối tình của lão đây, đã là kết với nhau là vợ là chồng phải không, thì phải gắn với nhau cho đến ngày răng long đầu bạc. Đó là điều tốt nhất mà tổ tiên và ông bà ta truyền lại. Đúng rồi, cái đó giữ được. Còn mẹ, nếu muốn giữ người chồng của mình thì ông bà mình nói cơm sôi thì phải bớt lửa, chồng nói thì vợ phải nhịn, thì chuyện gì nó cũng êm, chứ đừng nói anh nói tôi, anh nói một tôi nói hai, thì làm sao mà nó lại không có chuyện. Dạ. Gây hay không là do mình, đừng ông có nóng, nó nóng một chút à, còn mình nóng á, mình nóng tới cả năm mà. Tôi nói thiệt. Dạ. Mình nói hoài, mình nhắc, mình tức quá, mình ngồi, mình nói hoài ha. Biết đừng ông ta bực. Bực thì nó phải có chuyện thôi. Dạ. Còn mình nói cái gì qua rồi, giờ cái đó vậy đó. Qua rồi đó, rồi thôi bỏ nha, anh nhớ anh bỏ nha. Cái đó tôi không vừa ý đó, bỏ. Đừng làm nữa, nó gia đình nó xào xáo, không tốt. Dạ. Mà nhất là con mình nó lớn, nó thấy cái đó nó cười. Cha mẹ gì mà cái lộn tối ngày. Nó không yên, mà không yên cái đầu óc của nó để nó học. Thành đặt cô chỉ có bao nhiêu đó thôi. Để mà giữ người đàn ông lại là do mình. Dạ. Yeah. Rồi con cảm ơn bố Thành rất là nhiều. Chúc bố nhiều sức khỏe. Chúc mẹ nhiều sức khỏe ha. Mãi mãi bên con cháu, và đặc biệt những cái nụ cười, những cái niềm vui này nó sẽ bền vững mãi mãi luôn. Ừ, cảm ơn hai em chị trẻ Quyền Linh. Trẻ. Cảm ơn Quyền Linh với Ngọc Lan nghe. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe những câu chuyện vừa rồi. Thay mặt cho chương trình thì con có một phần quà dành tặng cho bố với mẹ. Đó là sản phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Cảm ơn. Dạ. Chúc cho hai em ơi, chị trẻ, trẻ mãi không già. Dạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Ông bà ngày xưa không có gì hết, chỉ có tình yêu thương, có sự trân trọng, có sự nhẫn nhịn lẫn nhau mà họ sống đến cả trăm năm như thế. Tình yêu họ vẫn tròn vẹn, hãy học hỏi điều đó. Khuya là có kế hoạch B gì? Cô nghĩ ra rồi. Mẹ có sẵn sàng không? Có cái nào đó không gây thương tích không? Không có gì phải gương tích. Rồi. Chỉ gây hạnh phúc thôi, làm không? Rồi làm. Yeah. Rồi chuyện gì nói đi cho bớt căng.
Thì bây giờ lên đảo hay là tụi mình đi tìm một cặp đôi, một chuyện tình yêu thật là đẹp ở trên đảo. Ví dụ như là một cặp ông bà cụ đã cưới nhau lâu nè. Cái này cũng hay, cái này cũng hay. À, hết lo chưa? Quan trọng là không gây tổn hại thương thể mà mình vui rồi. Chứ mà bạn nghĩ tôi tính là anh với bạn. Gì vậy? Đi. Dạ, con chào bác ạ. Chào bác ạ. Tụi con đang tham gia chương trình du lịch kỳ thú á. Tụi con sẽ tìm trên đảo mình là có cặp vợ chồng nào kết hôn được lâu nhất, bác có biết không? Đây. Ủa, đây luôn hả? Không hề chuẩn bị trước nha. 90 tuổi rồi. Hỏi cái chúng ngay nhà đó luôn. Hết hồn luôn. Dạ, làm kết hôn sao may mắn bao nhiêu năm bác biết không ạ? Hàng mấy tuổi là 70 năm rồi. Sao rồi bác? Đứng bác là đưa đúng đây luôn. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn bác. Ông chào ông, chào bà. Dạ. Dạ, ông tên gì, bà tên gì ạ? Ông tên Cường. 90 tuổi. Dạ. Đừng đi qua. Bà bao nhiêu tuổi ạ? À? Dạ, ông biết chị ông là 85 tuổi. Đánh nhau đây là 60, 17, 18 năm rồi. 68 năm rồi. 68 năm. 148. À. Còn với tôi bây giờ. Mà lúc đó là ông đang làm gì, còn bà đang làm gì mà hai người gặp nhau? Ở nhà còn nhỏ, mới 17, 18 tuổi. Còn ông làm gì ạ? Ông tới hai mấy tuổi rồi, 21, 22 vậy. Mà ông đi một mướn, còn nghèo. Rồi ông gặp bà? Ông có bác sĩ vô đây, bác sĩ. Anh vào khám sơ, khám cho bác ạ. Dạ, vậy thôi, mời anh vào khám. Dạ. Ngay lúc ông cụ đang đợi bác sĩ tới khám luôn. Tôi cũng bệnh, đau thận đó. Bà bị đau thận đó bà. Con thấy ông vẫn khỏe đúng không? Chỉ bị bệnh là lặt vặt phải không bà? Anh khám cho ông bà lâu rồi phải không ạ? Chung thì vàng sức khỏe mấy ông cụ á là ông cũng được lời tới te đó. Dạ. Ông té nguy hiểm á. Cái người già té là dễ bị lòi chỗ này. Mà giờ nó xớt rồi, không có mổ xẻ gì được. Bác sĩ ơi, em chưa biết bác sĩ tên gì ạ? Luân Thanh Trường. Luân Thanh Trường. Dạ, bác sĩ sống trên đây bao nhiêu lâu ạ? Anh đi gốc ở thành phố, anh về từ năm 2005. À. Là về đây, chứ còn về Cần Giờ là năm 2000. Mấy người bạn hỏi anh sư phụ đất lành chim đậu, sao không về? Tại đó anh là đi theo cái tự nguyện. Yeah. Anh nói đất lành chim đậu nó còn bay, tao đất bùn chim lúng. Dạ, anh vui tính. Đất bà. Thì hai chồng hạnh phúc lắm. Tại bà có cằn nhằn gì, ổng cũng lãng tay, cũng đâu cãi đâu. À, bí quyết của hạnh phúc là vậy hả? Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, người lãng tay, còn người cằn nhằn là khỏi nghe. Dạ, ông bà ơi, cho con cái là mấy là hạnh phúc đó. Làm sao mà ông quen được bà? Lúc ông mới có 2 tuổi rồi. Con đi quýnh dập cua đó, quýnh cua để xuống này chơi, gặp bà thì là ông mới về cây mai đi xuống, nhưng nó nói bà là 1948, là 68 năm nữa. Dạ, vậy bà ơi, lúc mà bà gặp ông lần đầu tiên á, bà thấy ông như thế nào? Trời ơi, bệnh trời lắm chứ. Bà thấy như thế nào vậy bà? Con nói vậy, con nói vậy, con chỉ luôn, bà phụ nữ, bà con gái, bà cũng đẹp gái, cũng như con vậy. Không, con kêu rẻ, bắt rễ. À, bắt rễ. À, nhưng mà ông bà yêu nhau bao nhiêu năm thì làm đám cưới? Chừng có mấy tháng thì thôi, đôi nhiêu năm như vậy. À, chừng 4-5 tháng vậy. Rồi ông bà có bao nhiêu người con? Vậy kể mai đi. 9 người con. 9 người con. Wow. Ông bà bây giờ là cảm thấy tình cảm dành cho nhau như thế nào? Bây thương giờ nhau, cửa già là thương nhiều á. Thương nhiều hơn hả bà? Tại sao vậy? Thì già cả hồi đó giờ đó, giờ đàn bọc với nhau hả? Dạ, yeah. Hồi xưa có hay cãi nhau không? Hồi xưa hồi nhỏ là cả thường vậy. Hồi hay cãi nhau là bà lúc đó bà bao nhiêu tuổi à? Nó có 30 tuổi. Năm mấy 30 tuổi, yeah. Là hồi còn nhỏ bằng tụi mình á. Vậy là hai đứa cũng hay cãi nhau lắm đó. Bỏ. Ông có bao giờ cãi nhau với bà chưa? Hồi trước nhỏ không có cãi, mà bây giờ cãi.
Ủa sao kỳ vậy? Biết sao không? Biết ưu cãi, bà nói cái này cho nó cái khác còn bà cãi. Cái gì chứ còn nhỏ. Bà có hình hồi đám cưới. Sau này mới cãi nha. Bây giờ cho mẹ ông bà dễ á, giờ lại ông bà này kia vậy giờ. Đi lại ông bà tổ tiên là ở rể luôn, không có làm đám cưới. À, không có làm đám cưới. Không làm đám cưới mà sống với nhau 7 năm. Không có làm đám cưới ít có lắm. Ông có bao giờ nói anh yêu em không? Cái đó là chuyện thường. Ông có bao giờ nói yêu bà chưa? Kiểu như nói anh yêu em với bà chưa? Kìa, có hỏi bà kìa. Không, ông không nói hả? Ông chưa bao giờ nói anh yêu em với bà hết hả? Đâu có nói anh yêu em được. Sao vậy? Lo làm ăn không mệt chưa. Nhưng mà tình yêu là không cần phải nói thành lời đúng không? Không cần phải nói, thể hiện. Vậy hồi trẻ đó, bà có hay ghen không? Không. Tại sao bà không ghen? Bà không ghen bởi vì mình biết chồng mình ở với mình chung thị nè. Con muốn nghe vậy thôi đó. Hạnh phúc quá. Con cảm ơn ông bà rất là nhiều vì đã cho tụi con phỏng vấn như vậy. Con xin chúc ông bà là sức khỏe tràn đầy và lúc nào cũng niềm vui trong mỗi ngày luôn. Cảm ơn mấy con. Bây giờ đó có chồng có vợ cho ở bên đi để chồng đó. Tụi con cũng mong vậy, hay quá. Bà chuyện tình của ông với bà như thế nào? Thôi chuyện tình ông bà nữa hả? Gặp bà ở dưới Bến Tre lần mà rồi gặp ông á, ông thương bà, rồi ông cưới bà. À vậy thôi phải không? Ở Bến Tre. Bến Tre. Lúc mà ông với bà gặp nhau á thì cái quá trình nó như thế nào á? Mới quen thì bà cũng mắc cỡ không? Thì lâu thiệt lâu thì ông thương bà, nếu bà chịu thì ông làm đám cưới với bà. Con chào ông. Hello. Ông chào ông. Vô cháu đi. Ông ngồi ăn đi ông. Ông ngồi ăn đi, ăn gà này chứ nó đòi đói bụng. Gắp thịt cho ăn đi hả? Gắp thịt cho ăn. Ông vô đây đi, tụi lấy chén cho ông ăn. Hồi nãy ông đi đâu? Con nghe con cháu không à. Con cháu không ăn đi. Dạ nhà cùng ăn vui vẻ. Vâng. Đây. Đút cho ông ăn nè. Con ơi. Đó đi. Và cũng đã lâu lắm rồi, căn nhà nhỏ với khoảng sân rộng của ông bà hai mới trở nên rộn ràng đến như thế. Khoảng sân rộng vốn được tạo ra để con cháu tụ họp sum vầy, thế nhưng vì cuộc sống lần lượt từng đứa con giả từ quê nghèo lên đường đi làm xa, khoảng sân rộng cũng vì thế mà vắng dần bóng người và càng ngày càng trở nên thênh thang trống trải. Những đứa cháu đến từ thành thị một cách hoàn toàn tự nhiên và vô tình đã mang đến vùng đất bình yên nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn khó diễn tả này niềm vui ngọt ngào. Và điều ngọt ngào không chỉ dừng lại ở đó. Buổi tối, ba anh em đã cùng chơi các trò chơi vui nhộn với các bạn nhỏ trong xóm. Cậu em Út Hoàng Long vẫn đang say sưa với trò chơi tạt lon. Đúng lúc này, đã có một chuyện bất ngờ xảy ra. Bà ơi, bà đi với con. Cái gì bà? Ông ơi! Sao nay ông đẹp trai vậy ông? Hai con tôi không nói nè. Ông ở đây, ông ở đây. Ông ở đây ông. Ông ở đây, ông ở đây. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu bằng cái hội tổ chức một cái và chỉ chung là một cái đám cưới lại ông với bà. Hiểu. Con sao? Quên họ đi. Hôm nay sao? Hôm nay con hôm nay con sẽ làm một show và cho hai ông bà. Bây giờ mọi người, tất cả mọi người đều thích điều này. Và bây giờ sao? Tất cả mọi người đều muốn
Rồi để anh nói luôn nha. Ừ, nói đi. Bây giờ thì mọi người có muốn ông tỏ tình với bà không? Tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình. Thì lúc mà con bắt gà với ông á, thì lúc mà ngồi đợi hai người này, thì ông có kể cho con nghe là ông với bà sống như là một mình. Thì ông lý nói do là ông của buổi lễ là bắt nguồn từ cuộc nói chuyện của ông và Hà My lúc chiều. Ông có nhớ bà không ạ? Có nhớ nha. Thì bà cũng già, ông cũng già mà ở hai chỗ. Và cô em gái Hà My tình cảm đã quyết định phải làm một cái gì đó để hâm nóng tình cảm cho ông bà. Vậy nhớ bà. Con sẽ dắt ông cái lại bà đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt chơi. Tụi con là muốn hỏi ông bà là ông bà cưới nhau bao nhiêu năm rồi? 50 năm rồi. Con chúc ông bà tương lai sẽ rất là hạnh phúc. Hạnh phúc dạ không? Hạnh phúc dạ. Chúc mừng nhau và mi dâu ạ. Là đó. Ngày xưa ông tỏ tình với bà như thế nào? Thì là ông hầu 20 tuổi, ông thấy bà mặt đẹp gái, ông ưng. Thế vậy ông nói cái gì mà bà thích? À, ý là tỏ tình sao bà thích, ý nó hỏi vậy. Tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình. Cảm ơn cô cháu, vui vẻ. Cảm ơn ông vì hạnh phúc bên bà và bên nhau bên bà. Dạ. Thì bên bà khác. Chứ chứ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật bà và ông ạ. Khi ta về một nhà, gặp đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, trước giấc chung một giờ. Khi ta chung một đường, ta vui chung một. Nhờ ba bạn nhỏ tinh nghịch, đáng yêu và cùng rất đối tình cảm mà căn nhà nhỏ của hai ông bà lại rộn ràng tiếng cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Vậy ra nói là cảm nghĩ của bà bây giờ như thế nào? Rất là vui. Con rất là nói vậy á. Sống đúng một tuổi. Đúng rồi. Khác cháu tới đây và sống tầm tuổi luôn. Vui vẻ vậy không? Ông bà mừng lắm nha. Bây giờ ông có lắm mà nóng thương bà lên không? Có thương nha. Ông bà yêu nhau thời chưa có tivi. Ông bà yêu nhau thời chưa có xe hơi. Lưu nhau đi khắp phố xa. Let's bye. Chỉ tỏ ba ca đã ba ca đã bi bi đảo. Ôi tình yêu thời nay đã hóa vô nơi. Tân dòng do tay biết tôi là nhớ nhau cả đời. Đây là món chính của bót rầu của hai vợ chồng bót. Dạ. Hai vợ chồng bót rồi coi như là tối mười. Cái thằng con trai út á. Dạ. Đó là tại đây. Nhưng dạ. Mà hắn ăn là ăn riêng. À. Ở chung. Dạ. Nhưng mà hắn là đi lộn là công nhân. Dạ. Con vợ là công nhân. Dạ. Thì thằng chồng thì bên thầu khoán thời này. Dạ. Ở quê mà ha. Dạ. Có chi mình dùng nấy. Dạ. Bác yên tâm đi bác, con dễ ăn dễ sống dữ lắm. Bác dạ. Cho con ăn là con mừng dữ lắm rồi. Cháu của bác đi học, hai người ở Sài Gòn là con của người thứ mấy vậy bác? Cái con thứ sáu, con gứa. Có con là coi như đại học ngôn ngữ. Ồ, đại học ngoại ngữ. Học tốt nghiệp chưa bác? Hai người tốt nghiệp rồi. Hai người tốt nghiệp hết rồi hả bác? Tốt nghiệp hết rồi. Công nhân ngoại bây giờ hắn tốt nghiệp rồi mà chưa có công việc làm ai. Dạ. Rồi đang ở đâu vậy bác? Ở Sài Gòn, ở Quận Nhất. Dạ hả? Bây giờ hắn vô cái chỗ mà nhà chùa đó. Dạ. Cô như dạy là cái sư phụ. Dạ. Cho mấy sư mấy cô. Mấy sư mấy cô. Dạ. Dạy là nói đầu cô cũng kiếm cơ ngang để chờ ngày kiếm công việc. Tội nghiệp quá. Có về đây thăm ông thường không? Không mà hắn đã đến bây giờ.
Dạ. Rồi hắn đã thống đợi hạt đầu, hắn về thăm tu cái chỉ một lần một. Mẹ trong không có tiền đi lại hay sao? Đúng, không có tiền vì mẹ là không có tiền. Rồi bán khoảng mất sớm. Hai bác đẹp lão quá trời luôn. Mà tôi thấy khỏe, sức khỏe tốt quá. Bỏ mà không lùn cho đẹp bỏ là bỏ sợi dễ tôi lát. Có một cái này là có gia đình ấy, thông cảm với em. Nên là gia đình nó coi như tôi lùn tôi tiêu tôi sợ cho bỏ không biết cái gì bỏ đâu. Còn con gia đình thì rất thông. Cho là bỏ ở nhà là bỏ lo cái giường cây. Dường quá là heo. Dạ. Rồi. Dạ. Nhưng mà hồi trước tôi cho trẻ, tôi cọc lắm. Ồ, dạ. Bỏ hổ bỏ, cọc lắm. Bỏ nói chuyện đấm nay rồi. Trời ơi. Không có cái mẹ. Bây giờ để mình có qua cái chương trình. Dạ. Rồi sao hổ đi lại như thế này, tôi biết không? Nôm là đứa bình quyền, không có sức phục. Đúng rồi. Bây giờ bà nói mình nghe, mình nói bà nghe. Dạ. Bà nói cái gì lão quá, mình mỏi mình đi chứ. À, rút kinh nghiệm thầy trẻ. Chưa biết mình đi mô. Dạ, đi đâu? Không đi quýnh bà. Uống cà phê. Không, quýnh cà phê. Đi ra giường. Trời tướng. Hay quá. Mỗi tối hai bác có hay ngồi uống trà với nhau không? Ít ha. Bỏ tôi mới bỏ là coi như trời với trang với thôi. Bỏ lẹ là tôi mà vào tôi mà bỏ lẹ với thôi. Yeah. Cái thời mà hai bác yêu nhau con nghĩ là chắc có nhiều kỷ niệm, có nhiều điều hay lắm nha. Hơi đứa yêu nhau thương nhau. Dạ. Yeah. Chứ không có một cái tình cờ. Dạ. Yeah. Hơi đứa cũng thương nhau gặp cái rồi cũng đưa qua đây lại gặp qua đó lùng nheo với nhau. Đó lùng nheo. Phát hành cũng đẹp trai nghe. Dạ. Biết luôn như ghế. Đúng rồi. Dạ. Cho nên họ nói là coi như bỏ không bao ngày tôi đi kiếm người khác. Coi như họ rồi bỏ tiếp luôn ở đâu rồi. Chứ là đá cái là bác gái đổ liền. Ưng bỏ, quan bỏ bây giờ. Không có đứng nói chuyện vô một người thứ hai nào là bỏ em. Ồ. Tức là chung thủy 100% luôn. Có khi nào mà giận bác trai lâu đến mức mà không muốn nói chuyện luôn không bác ấy? Có chứ. Có luôn hả? Cái ông bà ông đi Sài Gòn á, mấy năm. Nhưng mà cái lúc mà bác đi á là con, mấy người con của bác đã lớn chưa? Đi hạt không? Còn đoán hả? Có mình trong lồn. Rồi bác trai đi vậy, mấy năm bác trai mới về? Đi 3 năm. 3 năm? Hả? Những lúc đó bác tức bác trai dữ không? Bác buồn dữ không? Buồn chứ, tức chứ. Cũng nghĩ là xong mình đừng có nghĩ rồi cho mấy cái con. Bác sống vì mấy người con. Sống vì mấy người con. Dạ. Ngót nghét đã gần 80, cả ông Nguyễn Kim Hoàng và bà Tô Thị Lan vẫn sống bên nhau dù va vấp phải bao thăng trầm của cuộc sống. Giờ đây, con cái đã yên bề, ông bà lại chăm cây kiểng, lo cho mảnh vườn nhỏ để tiếp tục sống, sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. Con tới đây con gặp được hai bác con thấy rất là vui và con cảm thấy rất là ngưỡng mộ hai bác, bởi vì bác trải qua bao nhiêu sóng gió rồi mà hai bác vẫn sống vui sống hạnh phúc với nhau trong một cái mái ấm như thế này.